Bạn bạn nữ tên gì à? Cái em nói gì em nghe giới thiệu cho anh em biết chưa? Bạn nữ. Dạ. Cái em tên gì à? Em nói tên đúng không, người ta lại bảo em không nói tên được. À, ngại phải không? Giấu tên đúng không? Ờ, anh em thấy trái cây đẹp không? Đúng rồi. Trái cây đẹp. Chào anh em. Hôm nay mình đã có mặt ở tại Đà Lạt, thành phố gọi là xứ sở sương mù phải không Đỗ Hải? Hôm nay có những người em ở Đà Lạt Tô Địa ở đây dẫn mình đi để khám phá những quán ăn đặc sản ở Đà Lạt. Đây là mỹ nữ, đây là vợ của Đỗ Tài. Anh em thấy xinh không? Vợ Tài là người quê Bình Định luôn nha anh em, quê mình luôn á. Đây là gọi là hồ xuân hương không Đỗ Tài? Đây là hồ xuân hương. Hồ xuân hương. Thằng em mình ở trên Đà Lạt. Bây giờ đã hỗ trợ cái gì về ngon nhất nè ở Đà Lạt. Đà Lạt là có những món gì em? Bánh căn của đồ từ lắm á. À. Bây giờ lên Đà Lạt mà thấy không khí nó khác hẳn rồi, mát hơn. Bây giờ mình sẽ đi theo chân mình sẽ đi quay những cái quán ăn như bánh căn, đồ khoai lang nướng, đồ bánh tráng nướng. Rồi nước đậu gì tùm lum á. Sữa đậu nành. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay từng quán cho anh em xem nha. Rồi đã lâu lắm rồi, mình tầm cỡ 7-8 năm rồi mình có dịp lại lên là Đà Lạt. Lên Đà Lạt thấy không khí khá là mát mẻ nha nè. Anh em mình vừa lấy phòng xong, anh em đi tầm cỡ mười mấy người á. Xa máy đồ thông nhìn đẹp á. Kìa có đập vịt nữa anh em. Đập vịt. Đây có chú cua cá. Rồi bây giờ anh em mình đi dạo một vòng bờ hồ Xuân Hương nha. Tối mình ra lại quảng trường nha. Chứ bây giờ cũng hơi sớm, mới có 5 giờ mấy. Chưa có ai bán gì hết trơn. Ồ, buổi chiều đông, khá đông luôn. Anh em mà có người yêu dẫn lên Đà Lạt là y bài luôn. Có mấy bạn nữ. Họ phải uy tín không? Trên Đà Lạt chợ đêm rồi, ban đêm cũng đông vui. Chắc mình đi vòng bờ hồ một vòng rồi mình về trời tối á, mình ra mình quay lại cho anh em xem. Với mấy món ăn vặt lề đường. Lạc đây lễ chắc đông lắm nè. Lễ đông cực kỳ đông luôn. Hôm nay cuối tuần nè. Sáng mình lên mình thấy có quá chừng người đi xe máy cặp lên đây. Bây giờ nấu đồ ăn tối nha anh em. Đây. Cá mấy anh em có mang theo. Cá đây là cá gì à? Đây là cá giò. Đây là tôm hùm Alaska nha. Đây mà chạm nó xíu nước mực à. Tươi nè. Anh em thấy uy tín nha. Còn Miner luôn. Đỗ Tài đó, bọn vô Đỗ Tài. Nói chung mà cũng tương đối à. Đỗ Tài đây mà đi rừng ăn uống được lắm á. Bởi vì sao mình phân biệt được cái gì và cái giò à? Nè, cái gì nó khác nè. Cái gì nó bông nè. Nó khác quá mà con này nó đâu có bông đâu. Giờ mình nói tính ra mình dân biển mà nói cái gì cái giò phân biệt không được rồi. Không biết luôn hả? Không biết luôn. Chết rồi. Rồi sống mình lặt mình ăn kèm ha. Bà né quên biểu của em nó mua tương ớt dưới xả đồ chanh đồ mình làm tôm sốt thái á. Rồi ok, đặt điện nữa luôn. Kẹp á, xíu nữa cái gì à mình sẽ nấu cá giò, sẽ nấu lá vàng, có lẽ mình nướng đi. Rồi anh em thấy bạn nữ đang xếp trái cây. Này nó quay giống như cái gì đó. Anh em thấy bạn nữ dễ thương không? Dễ thương mà thương không dễ. Đang xếp trái cây. Em tiệc tùng cây nhà lá vương nha.
nếu theo anh là bạn nữ giỏi coi đó là xứng đáng được bao nhiêu người yêu? Nếu bạn nữ ở đây thì nghĩ con 20 người yêu. Có bao nhiêu người yêu? Có 20 người yêu chị. 20 người yêu luôn. Dạ, dạ dễ thương nghe mà. Dạ, dễ thương nghe mà. Dạ. 20 người yêu thì chọn một thôi. Dạ, 20 người chọn chị. Đó. Nên mà có người yêu mà đảm đang vậy thì ai cũng muốn. Chưa có người yêu em ơi. À, bằng nữ có thể giới thiệu là mình tên gì không ta? Bằng nữ giới thiệu là bằng nữ chưa có người yêu. Bằng nữ, bằng nữ tên gì vậy? Bằng nữ. Bằng nữ. Bằng nữ tên gì vậy? Cái em tên gì em nghe giới thiệu cho anh em biết chưa? Bằng nữ. Cái em tên gì vậy? À, ngại phải không? Giấu tên đúng không? Anh em thấy trái cây đẹp không? Đúng rồi. Anh em đang nướng thịt heo rừng. Rồi. Thấy mỡ. Xào xào không ý kiến không? Dạ không sao. Đó. Ngon hấp dẫn không anh em? Hôm nay mình làm bữa tiệc bữa cơm gia đình. Đây. Heo rồi. Anh em đã úp sẵn gia vị rồi. Dạ chờ lò nay than nó hừng đó chị. Rồi, anh Tuấn Huy làm gì anh Tuấn Huy? Chủ đạo món dã muối ớt để lát nữa mình chấm đồ nhỏ. Ồ, Tuấn Huy giỏi chén muối ớt chiến gì vậy? Chài không có, cuối cũng không. Dùng anh em mình có gì dùng nấy à. Rồi, để qua đây xem anh em bên đây đang nướng cá. Rồi, anh em thấy cá hấp dẫn không? Anh em nướng heo. Qua heo thành heo bắp đêm nha anh trai. Ồ, cá em nướng chấm ớt gọi là y bài luôn anh em. Còn gì bạn nữa. Đó. Quá phê luôn. Cá này chập nấm nấu lá vàng là hết số bài luôn. Rồi, anh ơi. Bây giờ mình mới ăn cơm tối xong, bây giờ mình đi tới chợ đêm Đà Lạt thử mình có gì mình quay cho đêm xem nha. Em thấy cái bảng xa xa chợ Đà Lạt à. Đi theo anh đi coi. Rồi. Hôm nay cuối tuần cũng tương đối là đông. Rồi, trên kia này. Kia đông ngạt luôn kìa. Trời ơi, không biết vụ gì mà sao đông dữ ta. Ở bên kia mình thấy có quầy kho lăn nướng, mình quay để mình xem thử ra đêm. Cô mình bán gì vậy cô? Dạ, cho con cho con bánh tráng với sữa nóng đi. Dạ. Dạ. Anh em thấy hấp dẫn không? Đó. Cái đây là bánh tráng nướng bao nhiêu tiền một cái cô? 20, 25 nha. Là vậy là hoàn thiện như cô hay là chưa hoàn thiện? Chưa hoàn thiện. Dạ. Còn tấp pin nữa đúng không cô? Rồi, thôi đó anh em ơi. Hôm nay là bữa đầu tiên lên Đà Lạt nè. Trải nghiệm những món ăn này thấy hấp dẫn nè. Xíu mình đi quay mình ăn những món kho lăn nướng rồi anh em. Bắp nướng á. Đà Lạt là bắp nướng, kho lăn nướng. Bắp nướng. Chị bán ở đây được tầm được bao nhiêu năm rồi chị? Không, chị mới bán được mấy tháng rồi. Dạ. Bánh tráng của chị luôn. Rồi thơm quá ha. Rồi. Anh em thấy hấp dẫn không? Là hoàn thiện là nó như vậy hay gì? Cái này là bánh mẫu thôi. Bánh mẫu. Ồ thơm quá anh em ơi. Rồi đây kết thúc xong sữa đậu nành nè anh em. Đó. Hôm nay mình lên mình trải nghiệm những cái món ăn ở đây. Còn món trứng nướng nữa em. Trứng nướng à? Trứng nướng gia vị á. Vậy chạy mà cho em hai trứng nha. Ok vậy. Dạ. Em đây đúng không em?
Dạ một mình em à. Đang ăn. Đang ăn đi. Không, em ngồi em ăn luôn. Dạ. Đây một cái bánh tráng là một quả trứng. À, là một quả bánh tráng là một quả trứng gà luôn chị. Cái son này mà chị nấu gì mà hết rồi chị? Sếp cua hả? Anh em xem từng công đoạn của chị làm. Đừng có đánh trứng cho tôi vô. Dạ. Có khách thì sao chứ? Ngồi bàn đi chị ơi, ăn cái gì ngồi đi ạ? Ờ. Dạ luôn, bàn của em đó chị, ngồi đi chị. Thơm quá chị ơi. Dạ. Cái đây là mình có chấm gì không vậy hay mình vừa ăn rồi? Chị chúc chị cho sốt với lại là tương vô là vừa ăn rồi. Dạ. Còn ví dụ như khách mà lạc muốn chấm thêm á. Dạ. Thì tụi em sẽ bỏ tương vô thêm. Dạ. Rồi bây giờ mình tới bàn mình chờ chị nướng chín rồi mình ra mình thưởng thức thử ra sao nha anh em. Rồi anh em thấy hấp dẫn không? Bóc khoai để mình trải nghiệm thử. Hình như một cái bánh này hình như má chị kêu là 20-25 ngàn à. Cũng cũng được chứ không có mắc lắm. Mời anh em thử nha. Ngon á. Rồi có trứng gà nè, xúc xích nè, dâm bông nè, tương ớt mà dùng đem. Lên đây lạnh, mưa ngày nay mưa quá trời mưa luôn, thời tiết hôm nay là 19 độ luôn á. Ở dưới quê mình trời nó nóng á, mà lên này thời tiết nó thay đổi đột ngột á, dễ bệnh lắm. Chắc xíu mình ra kia mình vòng mình mua cái áo hay sao lạnh. Gió lạnh ở đây. Ồ. Cái này là một số anh em kêu là kêu ăn bánh tráng nướng trong nước này có sữa đậu nành kèm chung. Là mày đúng Đà Lạt luôn. Làm cái gà. Mấy anh kêu ăn hai đứa gà. Nói chung mình ăn nhiều món nên mình chú ý thôi. Ăn coi ăn rồi thưởng thức nè. À, nóng quá nè. Quá nóng luôn. Nhận ăn nè. Anh em thấy chén muối không? Y tiếng không? Đó. Đó muối này. Nóng quá. Rồi anh em nha. Mình cảm nhận ngon ngon. Bột nhiều nào á, cứng. Nó hơi bị cứng anh em ơi. Nó không có mềm, nó không có xốp, cứng quá. Thôi không? Trời mưa nữa, tiếp tục mưa nữa. Xíu mình đi lên cái quầy đằng kia không biết có cái vụ gì mà sao mà đông dữ không biết. Xíu mình lên để mình xem thử. Nóng quá. Lên làm mà ăn cái gì nóng là ngon hết rồi ơi. Sữa đậu nành cũng bằng nóng, bánh bánh tráng là nóng, trứng nướng bằng nóng. Ừ.
À. Bây giờ mình sẽ đi dạo tiếp mang ăn những cái món gì có bán xung quanh chợ này. Chung anh em cũng giới thiệu là nếu lên Đà Lạt là phải đi vô chợ đêm để ăn những món ăn vặt ở phía hè này. Giờ bắt đầu mưa, mưa bay à. Lên đây thấy này thấy không? Đông quá không? Để mình đi dạo một vòng rồi mình sẽ quay lại mình ăn kho lắng nướng. Thấy quá trời người bán kho lắng nướng luôn. Rồi, này này uy tín không? Này thấy ngoài kho lắng nướng không? Rồi. Rồi, đông vui. Đấy. Đó. Cuối tuần khá là đông luôn. Anh em bây giờ xa xa kia có quầy kho lạnh nướng này nè. Anh. Ok anh. À, ok anh. Rồi, cảm ơn nha. À, ok anh. Anh đi du lịch đó. Dạ, ok anh. Anh em thấy quầy kho lạnh nướng gì tiếng không? Chị lấy một của kho lạnh nướng gì? Dạ. Vậy bán bao nhiêu tiền một cái vậy? Dạ, con lớn là 25, con nhỏ là 25. Dạ. Một đêm này chị bán tầm cỡ bao nhiêu ký kho lan vậy? 5 ký, có khi bán đắt thì 5 ký, một đêm còn thôi 5 ký bán 2-3 ngày. À. Ê là hôm nay gọi là ế là bán được vậy? Hôm nay bán được, tại vì thứ bảy nó xin bán được. À, hôm nay là cuối tuần đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại chủ nhật thì nó sẽ đông khách hơn ngày thường. Một đêm bán kiếm tầm cỡ 500 ngàn không vậy? Dạ cỡ đó anh. Chắc mình không làm YouTube nữa. Đây là cái lời lừa có vốn á, chứ không phải là lời không thôi. Tưởng 500 ngàn, nếu 500 ngàn chắc mình không làm YouTube nữa, mình đi bán cô lan luôn anh em. Vốn cái lời đó anh. Dạ. chị là người quê đây luôn hả chị? Dạ. Chị bán cô lan nướng với bắp nướng với trứng gà nướng hả chị? Dạ, bánh tráng nướng. À. Dạ. Anh em thấy mực không? Mực uy tín không? Mình thấy mình quê mình dân biển mình thấy mực cũng khá ngon nha. Chị cái củ em là chị hâm nóng lại hay sao chị? Anh ăn luôn hay dạ sao? Em ăn luôn. Dạ. Đó. À. Mà sao cái củ nó màu vàng vậy? Ở quê em cái củ nó màu trắng. Đó là khoai trắng, còn cái này là khoai vàng. À, chị cho xếp đeo chị xíu nha. Mình ăn luôn hả? Đây, đây. Hơi nóng xíu hả? Trong này, rồi. Anh lấy gì ạ? À? Dạ. YouTube hả? Đưa phụ em nướng vậy. Okay, em rồi, em đó nướng luôn. Dạ, em nướng cháy là em tự ăn luôn nha. Rồi, đúng rồi. Mình tự xử luôn. Để em nướng em rau luôn nha. Có khách mua là vợ tặng củ khoai luôn. Dạ. Ok vô đi anh. Mình nướng này là cho nó khô lại sao vậy? Ý là cho nó nóng á, mình nướng sẵn rồi xong rồi ai ăn thì mình không nóng lại thôi. À. Tại nó hơi nguội á. Dạ. Anh em thấy lên Đà Lạt hấp dẫn không? Ban đêm mà không khí lạnh đây, ăn làm cái củ khoai lang nướng còn nóng hổi nè. Hết mà luôn. Cô Lan anh trai. Cô Lan không anh? Cô Lan rẻ lắm anh ơi, hàng đẹp sổ gió bèo luôn anh ơi. Quay to không lo chết đói. Chị uy tín á, chị vô đứng em cho vui. Thôi em đứng đi, chạy đứng chở đi, chạy kìa, con tắt kìa. Chị chỉ em nha. Rồi, chở, đó, thấy chưa. À, rồi, coi củ đây cháy như vậy. Chưa, cái này chưa. Thấy ngon lành không? Được rồi, dạ. Quạt vừa vừa anh. Dạ, dạ, quạt vừa. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ tay thôi. Cái gì cũng phải, của khoai mình phải nhẹ thôi. À, của khoai là phải nhẹ. Khoai là mình phải nâng niu đúng không? Nè, mình phải nâng niu khoai này, đó như trái trứng này mình cũng phải nâng niu nó nè, đó, thấy chưa? Bây giờ chị nâng niu của khoai đó sao chị làm em? Nhẹ nhàng thôi đó, mình cầm cỡ này mình quay, đó, thấy chưa? Mình đừng có mằng tay với nó. Ồ, cực thơm luôn em ơi. Của mình 25 nghìn. Ngon, khoai này nó ngọt anh. Thơm quá.
Rồi, đây nè, thấy cò lan không? Tùy tiếng không? Rồi, mình trở lại. Chở hoài là chờ tới từ luôn chảy cháy cháy em tự xử luôn. Ồ, Đà Lạt đang mưa anh em ơi. Lúc mình ở Nha Trang mà lên lúc 1 giờ là mưa tầm tã luôn. Chung là hôm nay lên mình lên chiều mai mình về rồi. Cũng lên trải nghiệm Đà Lạt, mình làm 1-2 clip cho vui. Rồi mình nghĩ là được, bây giờ sống chín nha. Sống chín gì mà mình cũng ăn á. Không. Vậy lấy giấy không? Em đứng ngoài. Lấy giấy chứ. Em đây chỗ luôn. Ăn đây đây. Rồi. Vô trứng đi. Rồi. Bỏ lên rồi xong mới lấy lại xúc. Dạ hả? Cái này tặng được không? Dạ không, em mới em trứng như kia. Anh ăn củ khoai xong anh ăn hai trứng là đủ bồ luôn, một cặp luôn. Đúng không? Em bán ở đây là một quán một cặp chị không á. Chị quá uy tín luôn. Quá uy tín luôn. Đó. Lần đầu tiên mình ăn khoai lang theo phong cách mà dùng muỗng nha các bạn. Ngon, ba chảy một phát chết luôn. Cái cha đụng. Đó. Mưa. Phê không? Của mình là 40 ạ. Ừ. Ừ, khoai lang ngọt đi anh. Wow. Được ngọt không? Cảm ơn. À. Anh ơi, ở trên đây là mình còn có những cái món ăn đặc sản gì không anh? À, còn nhiều thứ mà. À, còn để nhiều vậy nó giật, ngày nào mình cũng giật cái mà đất em mình thì giật. Ờ. Còn nhiều thứ mình cứ trải nghiệm thôi. Anh bán này được bao nhiêu năm rồi anh? À, đây là gia hàng của em với là anh. Ờ. Mình ra mình ủng hộ thôi. Ừ. Được ở quê mình lấy tay mình lột cái vỏ ra. Đây này mình trải nghiệm đầu tiên là mình ăn bằng muỗng luôn. Giờ mình sẽ đi quanh mình tìm những món gì để mình quay thêm cho anh xem nha. Bây giờ mình thấy anh trai bán dầu khá uy tín, mình tới mình mua thử. Anh, một con hũ đây là bao nhiêu tiền anh? 25.000 anh. 25.000. Còn hũ lớn này anh? 50 anh. À. Dầu đây dầu tươi không anh? Tươi chứ anh. Có thuốc nhiều không anh? Không. Ờ à, em mua dầu thuốc rồi. Dạ không có thuốc. Mua dầu thuốc mà dầu đây dầu không có thuốc anh em ơi. Để mình ăn thử coi. Anh biết dầu đây hái khi nào không? Dạ, mới trưa nay luôn. Phải không? Đúng vậy. Ồ, anh em. Lắc không em lắc cho. Lắc sao anh? Đây em lắc cho. Lắc ly này đúng không? Mình để dùng thử một cái nguyên chất đó nha. Ừ. Chua chứ anh? Dạ, dâu Đà Lạt thì phải chua chua ngọt cho anh. Dâu không chua không ngọt do Trung Quốc rồi. Ờ, đó anh này nè. Lắc thêm chút nữa cho xem miếng anh. Nó dập. Dập hả? Đúng vậy. Lắc nhiều quá nó dập cho được gì đâu anh. Nên rồi. Rồi, cảm ơn anh trai nha. Cái này là gồm nguyên liệu lắc là gì anh? Mua ớt với đường hả? Đúng rồi anh, vậy thôi. Mở đây nha. Ừ. Cũng được. Ngon. Mình ra làm nha. Dạ không? À, ăn em miếng vui. À. Ok. Ừ. Ngon. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới kia mình vòng thử hơn. Xem có gì để quay cho anh em xem nữa nha. Dầu ngon anh, mà hơi chua. Dạ đúng rồi, dầu Đà Lạt thì nó vậy thôi. À. Anh bán cái này được lâu chưa? Mới bán anh. À. Anh có gia đình chưa anh? Dạ có rồi chứ. Có rồi hả? Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 25 xuân. Ê, ông trẻ hả? Dạ. Trẻ nhỏ mà. Rồi. Nhỏ mà. Trẻ sau là mình ế anh em ơi. 23 tuổi rồi chưa có gia đình. Người em mình tên Tô chiều dẫn mình lúc đầu clip á. Người em mình mới tới bây giờ qua đây mình ăn kem bơ. Ờ. Chị bán kem bơ đúng vậy? Ồ Tô cho mượn biết xíu. Ờ chị cho mượn biết xíu nha. Chị bán kem bơ được là lâu như vậy? Đã được mấy năm rồi anh. Mấy năm hả? Thôi, chị cho em Tô cho em. Đây. Đó. Rồi xuống rồi đúng. Ly đây chị bán bao nhiêu tiền một ly vậy? Dạ 25.000 thôi, phải mua kem nữa chứ.
Mà kem nữa hả? Dạ đúng rồi. Ồ, chị lấy cho em 2 ly đi. Dạ rồi. Ê, đưa, đâu ngầm vậy? Ví dụ như 2 ly có cầm kèm thêm mấy cô bán kem vậy? Dạ được luôn. Chị có gia đình như vậy? Dạ, em đang kiếm người yêu. Rồi để mai em lên em phụ chị bán nha. Được không? Dạ được luôn. Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Dạ 30 anh. 30. À, à, hợp tuổi với em á. 29. Dạ, hợp tuổi nữa. 30 hợp. 30 là 93 ạ? À, vậy chắc em 29 rồi. Chị sinh năm bao nhiêu? À, 94. 94, 94 nhỏ hơn mình 3 tuổi. Cái đây là bơ mình dạ, sang nhĩ vậy. Dạ đúng rồi. Thôi camera, coi chị múc rồi. Cái màu trắng là cái gì vậy? Dạ, kem dừa. Kem dừa hả? Dạ. Bình thường là chị bán kem là có ai chơi dụ như vậy không? Dạ anh là người đầu tiên. À. Anh em thấy uy tín nha. Ra. Dạ. Anh có ăn dừa với đậu phộng không? Dạ có đầy đủ rồi. Em ăn thử, em trải nghiệm thử. Chào cô. Dạ. Mang bán đi đâu đi lên Đà Lạt cũng vẫn có người nhận ra mình anh em ơi. Và mưa mà cầm dù không gió lọt vô rồi cảm như vậy, mưa ướt là cảm nha. Là không mưa em đi lúc ở đây luôn được. Em thấy chị bé bán kem bơ uy tín không? Dễ thương. Rồi, cảm ơn. Tô. Rồi, thấy mưa mình thả dù. Không chị ăn không? Chị lấy một ly nữa mình ăn. Được rồi. Rồi vậy chị bé ngồi với em chút. Đó. Đó, ngồi ăn em. Đã ghế này anh nè. Chị ngồi đi. Đã ghế này. Ngồi ghế không anh? Rồi được vậy. Nhà chị gần này không? Dạ gần. Gần hả? Ủa ban đêm cho chiều là mấy giờ chị dọn ra chị bán? Dạ thường thường là 4 giờ 4 rưỡi. Mà những ngày ấy thì 6 giờ mới là 6 giờ mới ngồi. Ê, ăn cái gì hay trộn cái gì? Trộn đều lên cũng được, anh vừa xúc bơ vừa xúc kem ăn cũng được. Lần kia em ăn món này luôn á. Ngon. Sao ngon không? Dạ, đem trộn lên cho đều được. Ở đây nè. Thấy uy tín không? Đó. Ăn miếng dừa khô với ăn miếng đậu phộng vô thơm ngon hợp lý. Cái đây mà mùa hè vậy, mùa hè nóng á, ăn là y bài luôn. Em lên đây mới lên lúc chiều á mà thời tiết lạnh quá, em chưa quen thời tiết á. Thì anh phải ăn cái này vô nó mới đỡ lạnh. Dạ. Tại vì nó tê, nó hết cảm giác lạnh á. À. Đâu ngồi ăn em. Em có bánh tráng mình ăn thêm không? Dạ không, em mới ăn bánh tráng kia. Nếu em biết mà chị bé có bánh tráng là em qua em ăn từ lúc sớm rồi. Dạ, tạm anh. À. Tạm anh, em cũng uống bên kia rồi. À, dạ rồi. Dạ. Chị còn món gì khác không? Khoai, bắp, trứng. Cho em ba trái bắp đi. Bắp nướng, ăn mỡ hành không anh? Mời chị đi nước bắp rồi ai ngồi với em? Dạ không có, ngồi em bán đi đó. À bây giờ chị gọi rồi, chị ngồi với em như vậy gì chị chạy đâu? Có ăn bữa hành không ạ? Có ăn bữa hành không? Dạ có. Dạ, chạy luôn đúng không? Cái đây là ngồi vậy hả? Dạ. À. Ngồi. Ê, gửi cho gái cho con nha ngồi. Trời mấy ông mưa hành. Dạ. Trời mấy ông mưa hành. Sao mưa? Ô. Hàm răng tê luôn. Tô người em tính cực kỳ dễ thương anh em. Tô nhiệt tình chở toàn đi ra chợ đêm để quay. Ủa Tô ơi, ở bên quảng trường kia ban đêm nó có bán gì không? Có anh, bánh tráng. À, bán như kiểu bên đây hả? Dạ, đi qua đó anh. Mà anh nghĩ bên quảng trường không có xin gái gì đâu. Nhiều hơn chứ, nhiều hơn chứ. Phải không? Để qua em xem thử.
Vừa mai em đang video đây rồi, chắc chắn rất nhiều người anh em khen chị đẹp mắt. Mời chị cái tên gì vậy? Dạ. Chị tên gì? Dạ không, bán em bán ngoài chợ người ta gọi em là tên gì? Em hả? À. Em tên hả? À, tên thiệt á? Tên thiệt Giang. 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 Di á. À, à. Còn người tên ngoài đại ngoài chợ? Dạ Bơ. Bơ. À. Cái tay đúng giống người. À. À. Để mình chờ ngoại của Bơ nướng mấy cái bắp nữa, mình ăn một xíu rồi mình sẽ di chuyển qua bên quảng trường bên kia. Ồ, đây bếp của ngoại ngoại của Bơ nướng nha, không phải là bếp của người người tầm thường nướng đâu. Còn em nha. Ừ. Còn ăn em à, quên gọi Bơ. Bơ mang hả? Ê ngoại ngoại lấy có một trái nữa nha ngoại. Dạ ngoại ngoại cho hỏi ngoại hiếu xíu ngoại. Ngoại 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 ngồi đó có chửi nó không? Ấy là ngồi đâu biết con là ai đâu, đâu biết con là ai đâu mà. Chưa coi YouTube thôi à. À, coi YouTube là biết con. Biết, toàn đen mà. Dạ, dạ. Vua ăn cây mà đúng dạ, không? Dạ. Ngồi dặn ông hiền rồi ông gì về buộc chóc rồi tùm lum mà. À, sau đó ngồi cũng là fan ruột của kênh Xuân Dược của anh em tụi mình luôn á. Ngồi hôm nay, ngồi hôm nay bao nhiêu tuổi đó ngồi? 60. 60 á. Ờ, nhìn ngồi cũng tưởng mấy có 45 à. Có 60 rồi. À, được rồi. Ngồi đây đây, ngồi đây đây. Ấy là Bơ có chồng chưa con ơi? Chưa. Chưa. Ừ. Bây giờ xíu tối nay con nhắn bao về Bình Định luôn nha ngoại. Ăn thua là không. Ấy là ăn thua là Bơ có chịu con hay không? Dạ đúng dạ. Chứ dạ. Bơ chịu là con dắt về luôn. Cho đi luôn. Dạ, dạ, dắt về về Bình Định luôn. Dạ. Bấm vậy được chưa? Giờ đi bưng đất. Dạ 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 cảm ơn ngoại. anh em thấy ngoại của Bơ y tiếng không? À để đeo cho bơ chút nữa. Bơ là chết. À quên rồi. Bơ. Trong video phải có Bơ chút chứ không có Bơ là xong. Rồi Bơ tối giờ ăn cơm nha bà. Dạ ăn rồi ạ. Bơ dạ, bán. Ăn mới ra chạy công an được chứ. À dạ, bộ mình dạ, làm. Em bán đây. Rồi này là chạy công an. À, công an được hả? Dạ chạy tại 9:30 mới được giải bàn ghế ở đây nè. Bây giờ mình để vệ thương bán thôi. À. Bơ bán thường mấy giờ Bơ về? Thì em á thường 11 12 giờ mới về rồi. Ồ kể vậy. Em về là sớm rồi mọi người, thường 1 2 giờ sáng mới về lận. Ôi ba ngày Bơ làm gì? Em ngủ. À. Bơ là gọi là Bơ sống về đêm á. Rồi đúng rồi. Gần gần như vậy. À. Ừ. Bắp ngon như Bơ luôn. Bây giờ mình ăn xong mình sẽ di chuyển qua bên quảng trường phía bên kia, mình sẽ quay một xíu nữa rồi ngày mai mình sẽ quay thêm những cái món ăn ở trên Đà Lạt rồi. Rồi chiều mai mình về lại Nha Trang rồi. Bây giờ sau lưng bên kia là cái biểu tượng của Đà Lạt bông Artiso, anh em thấy sơ sơ thấy không? Bây giờ trời mưa quá rồi, bây giờ chắc mình xin dừng clip tại đây. Trên đây bây giờ mưa quá, mấy cô chú cũng không bán hàng gì trên đây á. Bây giờ mình cũng trễ rồi, bây giờ mình phải về lại chỗ ở của mình để nghỉ ngơi, rồi mai mình làm clip tiếp theo cho anh em xem. Anh em nhớ cho Toàn một like và một lượt đăng ký kênh để Toàn nhanh chóng nhận được nút bạc nha anh em. Bây giờ view Đà Lạt lúc chiều rất là đông, bây giờ mưa quá, bây giờ cũng vắng người ra đường. Thôi bây giờ mình xin dừng clip tại đây nha anh em. Chào em.